Cũng theo lực lượng cứu hộ, nếu không may bơi vào dòng rip, nạn nhân không nên mất bình tĩnh. Dòng chảy chỉ cuốn nạn nhân ra xa bờ chứ không nhấn chim. Nạn nhân tuyệt đối không cố bơi ngược dòng để vào bờ, cần thả lỏng hoặc bơi theo dòng để giữ sức, sau đó tìm cách gửi tín hiệu đến lực lượng cứu hộ. Chuyển sang một vấn đề sức khỏe khác cũng đáng được quan tâm ở thời điểm hiện nay của nước ta, đó là sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Bộ Y tế trong 3 tháng đầu năm 2023 này, cả nước ghi nhận tới hơn 24.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 3 ca tử vong tại hai tỉnh là Khánh Hòa 1 ca và Phú Yên 2 ca. Qua thống kê tình hình sốt xuất huyết ở nước ta từ đầu năm đến nay cho thấy, trong những tuần đầu tiên của năm 2023, số ca mắc tăng cao, tuy nhiên từ tháng 3 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu chững lại và có dấu hiệu giảm đã nhiều tuần liên tiếp nước ta không ghi nhận ca tử vong do sốt số xuất huyết. Dù vậy, các địa phương cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt số xuất huyết, bảo vệ sức khỏe người dân, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt số xuất huyết tại các điểm nóng khu vực có nguy cơ bùng phát dịch.